Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hà Hồ bật mí sự khác nhau lớn nhất ở thời điểm hiện tại của Lisa và Leon. Hà Hồ đã không ngại nói về ưu khuyết điểm của cặp song sinh nhà mình. Mới đây trên trang cá nhân của các con, Hà Hồ đã đăng tải dòng trạng thái cực thú vị cô hài hước gọi con gái là bánh bèo và con trai là bánh đậm và tiết lộ sự khác nhau của hai con Nếu ca sĩ bảo hai thấy cực bánh bèo đang hơn điểm ở khoảng tự lập và tìm tòi bánh đậm được cái gặp ai cũng cười vui còn lại cái gì cũng sợ xin hết Đính kèm là hình ảnh cặp song sinh lisa và leon đang ngồi ở khoang thương gia trên máy bay di chuyển đi chơi cùng ba mẹ lisa khá hoạt bát và cởi mở cô bé ôm gấu bông và bày tỏ tình cảm trìu mến có thể thấy Lisa rất thích khám phá mọi thứ xung quanh mình mà không e ngại gì. Còn Leon lại e ngại hơn. Cậu bé phải đợi ba kim nhắc nhở mới bú sữa và còn thẹn thùng lấy tay che mặt. Lisa càng lớn càng xinh đẹp và bản lĩnh như mẹ hà. Leon giống ba kim cực vui vẻ và hài hước. Lisa và Leon là cặp song sinh cực đình đám của showbiz Việt. Hai nhóc tề sở hữu lượng người hâm mộ khủng không kém cạnh bố mẹ của mình. Lisa hay bị treo là công chúa lạnh lùng điềm tĩnh thì Leon lại là cây hài với vô số biểu cảm và hành động nhắn nhít đáng yêu. Kim Lý ngâm đá lạnh cống, phản ứng của Lisa đốn tim fan. Khoảnh khắc Lisa tình cảm bên Kim Lý khiến dân tình một phen lụi tim. Mới đây trên trang cá nhân của các con, Hà Hồ đã đăng tải đoạn clip cực dễ thương của ông xã Kim Lý và ái nữ Lisa. Cụ thể, Kim Lý đang trải nghiệm cách trị liệu bằng đá ở nhiệt độ 10-15 đến độ C trong 10-15 đến phút trong thùng gỗ. Khi thấy ba mình như thế, Lisa đứng quan sát thật kỹ. Sau khi được mẹ của Vũ, cô bé đã đến cầm viên đá nhỏ để bắt xa khắp mặt cho phụ huynh với thái độ cực trừ mến. Thấy chị gái ăn cần chăm sóc ba Kim, ú cũng đi từ xa đến đứng góp vui. Phản ứng cực yêu của Lisa khi thấy ba Kim trị liệu trong tùng nước đá. Không chỉ yêu thương ba Kim, Lisa còn có sự quan tâm đối với các thành viên khác trong gia đình, nhất là đối với Leon. Trong đoạn clip khác, Bà ngoại bé Leon đứng trên giường và bảo Leon đang đau tay. Lisa lập tức cầm miếng dán cá nhân để băng bó cho em trai. Chỉ vài hành động nhỏ cũng đủ cảm nhận được. Ái nữ nhà hào hồ, ngoài lạnh, trong nóng nhưng nào. Lisa cực yêu thương và chăm sóc cho Leon. Lisa ngày càng xinh xắn và tinh tế. Lisa và Leon dù sinh đôi nhưng trái nhau về ngoại hình lẫn tính cách. Lisa là bản sao của Kim Lý, thì Leon lại y hệt mẹ hà. Hàng Nhóc Tì thường xuyên có những khoảnh khắc đáng yêu được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân tình vô cùng yêu mến. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.